Ngày 21 tháng 9, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an phường Tân Bình đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra làm rõ vụ khủng bố bằng cách ném mắm tôm vào một văn phòng giao dịch bất động sản. Sáng cùng ngày, Công an phường Tân Bình nhận được đơn trình báo của bà Võ Thị Lài, giám đốc một văn phòng giao dịch bất động sản, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình. Theo trình báo của bà Lài, vào sáng cùng ngày, bà cùng một số nhân viên lên văn phòng thì phát hiện toàn bộ khu vực phía trước và phía trong văn phòng bị ném mắm tôm khắp nơi. Trích xuất camera, phát hiện vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 20 tháng 9, có hai đối tượng chở nhau trên chiếc xe máy đến trước cửa văn phòng rồi ném một số chai bịch mắm tôm vào trong. Được biết, bà Lài có mâu thuẫn trong việc làm ăn với một đối tượng. Thời gian gần đây, người này thường xuyên đăng Facebook chửi bới, đe dọa bà Lài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Bình làm rõ.